Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Rayon và hôm nay tiếp tục giải đề thi giữa học kỳ 1. Chương trình tiếng Anh lớp 8 Rayon mới đề 2. Once. Phát âm sờ sờ của chúng ta sau chữ gì phải phòng khí tối, các bạn đọc là sờ, trong trường hợp này đọc là sờ này. Rồi trong trường hợp này lát đọc là sờ luôn, bởi chữ gh là chữ phở. File là trường hợp 3 đọc là giờ. Text là chữ K thuộc hàm hợp 1, phải phòng khí tối đọc là sờ. Và thì đáp án đó là câu C. Câu 12, K phát âm là sờ các bạn. Box xịt trường hợp 2, chó sủa xôn xao khắp phố phường. À sorry không phải, là CSH của chị Sương. Dit xịt, CSH của chị Sương. Watch it, CSH của chị Sương. Vậy thì đáp án đó là câu A. Câu số 13, đó là phát âm ED. Sau chữ tờ và chữ tờ các bạn đọc lại ít cho đủ. Chó sủa xôn xao khắp phố phường đọc là tờ. Ok, tờ. Tờ luôn này. Đáp án nó là câu A nhé. Rồi tiếp theo, cái bài nhấn âm selfish là nhấn âm đầu, between là nhấn âm 2, on it là âm đầu, bossy hống hách âm đầu, between hai chữ e nhấn vào nó đó. Information là âm 3 rồi này, entertainment âm 3 luôn, energetic âm 3 luôn và supermarket âm đầu. Vậy thì đáp án của chúng ta là câu D. Sang câu số 16, chú của cô ấy có chiều cao như thế nào? Với mái tóc xoăn và đôi mắt đen, vậy chiều cao như thế nào? Nói về chiều cao thì phải là chiều cao trung bình. Câu này. Câu 17, ca sĩ yêu thích của bạn là ai? Đó là Cardi B. Ai là who? Okay. Câu 18, nhà của tôi như thế nào? Giữa bưu điện và giữa close shop. Thì ở đây các bạn cần phải chú ý cái từ and. And, cái gì đi với and? Đó là between, between and, giữa cái này và cái kia. Ok. Peter nói chuyện rất nhiều, nói rất nhiều khi anh ấy gặp người khác. Anh ấy nói nhiều là talkative. Câu số 20, AD his book, kia là quyển sách của anh ấy phải không? Kia là quyển sách của anh ấy phải không? No, no gì? No, bây giờ sách là số nhiều thì chúng ta phải xài đại từ nhân xưng thay thế, đó là đây, no day an nhá. No day an. Đó là câu A, đó là của cô ấy. Đây, chỉ có đáp án này đúng thôi. Rồi câu 21, ngày 23 tháng 10 là ngày tháng, các bạn nhớ giữ từ on nhá. On với gì? On với ất ở cửa hàng là phải ất, tại cửa hàng, on ất là câu C. Sang câu 22, Lucy này, I can't eat anything, I have a serious stomach ache. Tôi không thể ăn gì cả, tôi bị đau dạ dày nghiêm trọng. Tôi sẽ đưa bạn đi đâu? Đi tới hospital, bệnh viện. Câu 23, Tết sắp đến rồi, chúng tôi sẽ xem pháo hoa. Firework display là pháo hoa, xem pháo hoa là watch. Câu 24, bố của tôi làm việc ở nông trại sau khi nghỉ hưu. Ok, trên nông trại là sài on này, mà bố là số nhiều, ông chứ, ông sorry, ông là phải sở hit rồi. Vậy thì on và hit là câu D. Câu 25, Andy luôn luôn làm việc cho tới 9 giờ đêm, vào buổi tối là các bạn sẽ in và at night. Ok, quá dễ luôn, in at nhá. Câu 26, how about going to the park this weekend? Thế còn đi tới công viên vào cuối tuần này thì sao? Bạn kia bạn nói sao? Yes, I think so. Hoặc thank you, it's nice, gift. Gift là món quà. Sorry, I can't. I have a karate class at the weekend. Vậy là chọn câu C. Xin lỗi, tôi không thể. Tôi có bài học karate vào ngày cuối tuần. Rồi, đây là câu 26. Sang câu 27 này. Con của cô ấy có has got, là có mái tóc màu nâu ngắn và nó bây giờ con là số ít như thế này, không thể xài day a được. Day a là bọn họ, bọn chúng. Ở đây là số ít thì chúng ta phải là he hoặc là she. E, ok. Rồi câu 28 nha. Susan đứng bên cạnh một người phụ nữ lạ bởi vì không có ghế trên xe bus, không còn ghế nào trên xe bus. Vậy là Susan là chúng có số ít. Ok. Và ở đây nó phải là thì gì? Thứ nhất, Susan là chúng có số ít mà stand nó nguyên mẫu như này là sai rồi. Và thứ hai nó sai thì luôn. Ở đây phải là thì hiện tại tiếp diễn. Susan E standing. Susan E standing. Ok, sang câu 29 là tìm từ đồng nghĩa. Happy là vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Đồng nghĩa với vui vẻ là gì? Đó là cheerful, hòa vui vẻ đấy. Rồi, trái nghĩa với selfish là ích kỷ. Trái nghĩa nó gì? Hào phóng. Ok, hào phóng.
Rồi chúng ta tạm dừng cái bài ở câu 30.